Bây giờ chúng ta qua mục 5.1.2 lắp panel cách nhiệt vách đầu hồi ở trang 6. Ở bước 1, chúng ta trở về mặt bằng đỉnh tường gập. Chúng ta sẽ lắp cái vách ở mặt này trước. Các bạn gọi công cụ Wall Architectural. Sau đó, các bạn chọn cái Family là Curtain Wall và cái tay tường là Proxy LAF này, dày 5mm ngoài toan trong inox. Chúng ta sẽ tạo một cái tường thẳng từ trên xuống dưới. Ở đây tôi bắt vào trục Y8, chúng ta cứ tạo bên ngoài rồi chúng ta qua mặt đứng, mặt cắt chúng ta sẽ align nó vào sau. Từ trục Y8 cứ kéo xuống trục Y1 này. Thì cũng như cái vách ở phía bên này á, tôi có nhắc các bạn cái phương để mình tạo cái vách á. Là nếu chúng ta tạo từ trên dưới á, thì cái nút flip nó nằm bên đây nè, có nghĩa là mặt ngoài nó nằm bên ngoài. Trong Revit nó phân biệt từ mặt ngoài mặt trong, bởi vì mặt ngoài mặt trong có thể có vật liệu khác nhau. Và rõ ràng á, cái panel này của chúng ta đó là mặt ngoài chúng ta dùng cái toan, còn mặt trong chúng ta dùng inox, nên chúng ta phải làm đúng mặt. Ở bước 3 hình bên tay trái, các bạn về mặt đứng sau là chúng ta có cái tường nằm đây như thế này nè. Bây giờ trong sau á, các bạn đổi thành là file để chúng ta thấy được cái sài gồ. Để thấy được sài gồ á, thì tôi click chọn cái vách bên hông này, tôi ẩn tạm nó đi. Đây, chúng ta thấy cái sài gồ đây. Rồi, giờ tôi dùng lệnh align, tôi align ngay cái mặt của sài gồ nè. Align với cái mặt vách đây, cho nó vào kích đây như thế này. Để chọn tấm panel á, thì chúng ta dùng phím tab, chúng ta click chọn nó. Đây là cái hình tôi chụp ở bước 3, bên tay trái. Bây giờ các bạn click chọn cái curtain wall vừa tạo đây. Nó cao chỉ có tới đây thôi. Và chúng ta muốn nó cao lên tới cái mái. Cho nên á, trong panel constraint, trong property, bay constraint các bạn để là đỉnh tường gạch. Top constraint á, các bạn để up lên level tầng mái. Top offset các bạn cho nó là 5231.5. Sau khi apply á, thì cái vách chúng ta cao lên tới cái đỉnh mái đây. Tiếp tục, chỗ justification thì chỗ này, tôi qua mặt đứng S, tôi nhìn cho các bạn dễ hình dung. Cái tấm panel chúng ta đang đổi là beginning, là từ lúc bắt đầu vẽ chạy tới đây, nó đổi tới đây nè. Thì á, beginning cũng đẹp chứ không phải là không đẹp, nhưng mà cái đường tim ngay ở giữa cái nhà nè, cái tim nó ngay giữa nhà như thế này. Và đôi khi thiết kế á, thì một số người chủ đầu tư người ta tin phong thủy, người ta muốn có cái đường tim ngay đây, ngay giữa tim nhà đây. Cho nên chúng ta chỉnh cái panel để chúng ta cắt hai bên và ngay ở giữa này là chẳng một tấm. Cho nên chỗ justification này đang là beginning thì tôi đổi thành là center. Các bạn apply, sau khi đổi thành center thấy không thay đổi gì hết á, tại vì nó đang chẳng tấm. Cho nên chỗ offset các bạn đổi thành là 500. Các bạn apply vậy thì nó cắt 500 là phần nửa tấm panel mình 1000 này, nó cắt một cái nó đẩy qua đây, nó đẩy qua 500 rồi bắt đầu nó mới tính. Cho nên nó chẳng ngay giữa đây như thế này. Đổi qua chế độ file thì chúng ta thấy từng cái vân của nó, cho nên rất là rối. Ở chế độ medium thì là cái kiểu mà chúng ta hát ký hiệu, cho nên nó dễ nhìn hơn. Và khi làm việc thì tùy lúc mà chúng ta chọn, giả sử chúng ta đang cần chỉnh hình khối lớn thì chúng ta để chế độ close, chúng ta thấy từng cái mảng của nó thôi. Tôi vừa thực hiện xong bước 4. Ở bước 5, các bạn ẩn tạm cái panel này đi. Rồi, thì khi đó các bạn mới thấy những cái đường beam này, nó là một cái nét thôi. Vậy thì để thấy nguyên cái beam là các bạn chọn là file thì nó mới thấy đầy đủ được. Bây giờ tôi mới dùng công cụ là Reference Plan. Tôi tạo một cái Reference Plan ở đây. Đây, mặt trên của sài gồ đây. Mình kéo nó về đây. Bên này cũng về. Tôi tạo một cái Reference Plan mặt trên của sài gồ đây. Rồi, mình nắm kéo nó cho nó về giao với cái chỗ Rig I5. Rồi, kéo này về giao với Rig I5 đây luôn. Sau đó, kéo nó về dài về cái đuôi mái. Bên này cũng vậy, chúng ta kéo dài về cái đuôi mái. Bây giờ cái view này nó vẫn còn thấy rig và cái level của các filing, cho nên chúng ta đi dọn lại. Tôi vào view template đây, tôi chọn cái view template là mặt đứng dựng hình. Tôi ok, thì sau khi ráp vào lập tức những level của filing, rig filing nó ẩn hết và reference plan của filing nó ẩn luôn, để nó gọn mắn dễ chúng ta lại. Bây giờ chúng ta qua bước 6. Các bạn trở về mặt bằng đỉnh tường gập. Zoom lớn cái khu vực đầu này lên. Nãy chúng ta vẽ là tới đây nè, là tới cái rig này. Rig này là rig I8. Thì chúng ta cần kéo cái panel này ra đây. Thì tôi đổi thành chế độ close để cho nó dễ nhìn. Tôi click chọn nó, tôi kéo nó ra đây như thế này. Này, ngay mặt ngoài của cái panel ở phương vách đây. Cái này là phương đầu hồi nè. Đầu hồi nó che lại cái cạnh vách luôn.
sau này mình có một cái phụ kiện mình ốp che góc này lại. Tương tự ở đầu dưới chúng ta cũng làm như vậy. Tôi zoom lại cái đầu phía dưới nè, tôi click chọn cái curtain wall, rồi tôi nắm cái nút grab của nó, kéo nó về đây như thế này. Đây, hai cái panel nó khít với nhau như thế này. Bây giờ chúng ta qua bước 7, ở cuối trang 7. Đây, các bạn click vào cái curtain wall, sau đó các bạn edit profile. Mình sẽ cắt cái lỗ cửa này. Đầu tiên á là mình sẽ dùng line, tạo một cái đường line ngang qua đây như thế này. Đo cái kích thước từ đây lên đây, từ từng chạp lên. Cái lỗ cửa này là cao là 3800. Rồi. Tôi có đo thêm cái kích thước này. Các bạn dùng á, chiều này kích thước này mà là 1400 thôi. Chỉ cần mình canh thêm 3800 là đủ rồi. Sau đó mình tạo đường đứng, dùng tiết line. Bây giờ nè, chỗ này các bạn thấy á, là ngay cái mí tường nè, cái mí này nè, đó, là nó bằng nhau nè. Tuy nhiên á, là mình không nên click vào mí tường. Tại vì á, cái mặt tường này á, có thể nó bị lệch chút xíu so với cái panel. Thì khi đó nó bị lỗi cái panel. Mà chúng ta cần đứng, chúng ta đưa vào cái curtain rig. À, các bạn click cái curtain rig đây nè, bên này cũng vậy, click curtain rig. Nó chặn cái panel, sau này nó không bị lỗi. Rồi, click vào đường này, sau đó click vào đường này và đường này. Bây giờ mình sẽ cắt nó. Các bạn dùng split element, nó chạy vòng nó nay chạy vòng xuống đây nè, cho nên mình cắt cái đường này. Rồi, sau đó mình cắt bỏ đường này, cắt đo cái đường này ra, cắt đo đường này ra, cắt đo cái đường này ra. Rồi dùng lệnh trim, mình trim nó lại. Cái profile mình á, mặt trên á, chúng ta không cần vạch xéo này, lát mình thay panel loại vạch xéo. Mặt dưới thì chúng ta cắt cho nó chạy vòng bọc cái cửa như thế này. Và chỗ này nhớ là mình phải cái đường đứng này mình lấy theo cái curtain rig để cho nó chặn panel. Sau này giả sử ở chỗ này á, mà chúng ta cắt thêm một phần hình chữ L này á, thì chúng ta thay đúng cái panel loại đó thôi là xong thôi. Rồi. Sau đó các bạn click finish. Qua bước 8, chúng ta sẽ đi thay cái panel. Các bạn vào tab insert, chọn low family. Sau đó các bạn vào thư mục proceed. Đây là cái thư mục tôi đã up lên Google Drive cho các bạn rồi. Rồi vào vách ngoài 06 đứng 12 vạch xéo bên trái. Ô, cái đường dẫn nó dài như thế này nè, mà mỗi lần mình đi tìm á rất là cực. Cho nên á, tôi đã quăng cái thư mục đứng nè, nắm lôi nó qua đây rồi. Sau này mình đi low family, mình chỉ cần click vào thư mục đứng hàng cái. Rồi mình mới chọn á là 12 vạch xéo bên trái. Trong thư mục này, chúng ta low cái family là proceed LEF đứng vạch xéo bên trái nè. Click up nó ra ở ước 10. Bây giờ các bạn tab chọn cái tấm panel thứ hai này. Tấm đầu tiên này mình để hồi mình thay cái loại khác, là cái loại này nó là cắt cạnh bên trái. Các bạn unpin đó, sau đó các bạn edit size, đổi cái family nó đang là loại đứng nguyên tấm thì mình đổi thành cái loại là đứng vặt xéo bên trái. Đây từ ngoài nhìn vô mặt ngoài đây, vặt xéo bên này là giật xéo về phía bên trái đây. Cái size nó thì các bạn chọn là D1 ngoài ton trong inox. Đây là cái hình bên tay phải bước 10. Sau đó các bạn ok ra. Nó xuất hiện cái panel như thế này. Bây giờ chúng ta qua bước 11 ở trang 9. Chúng ta đi hiệu chỉnh cái kích thước cho cái panel này nó khớp với cái ô mà chúng ta mong muốn. Các bạn dùng detail line, chúng ta tạo một cái đường detail line ngay vị trí giao này, kéo ngang qua đây đi để mình đo kích thước. Rồi, ta mới đo kích thước từ đây tới đây. Ở cái chân của panel ra. Sau khi đo kích thước này á, thì mình thấy số nó chẳng như nè, thực ra số là nó lẻ chứ không thế nào mà chẳng nữa chứ. Cho nên tôi click chọn cái dim này, tôi edit size, tôi duplicate lên, tôi đặt tên nó là dim kiểm tra. Và đối với bộ môn kiến trúc thì chiều dài chúng ta chỉ cần một số lẻ thôi, tôi đánh là một số lẻ. Góc thì chúng ta cần ba số lẻ để chính xác hơn. Sau đó tôi cho nó là transparent. Chỗ unit format, primary unit đây, tôi bỏ check euro check setting, vẫn chọn là millimet. Rounding á, thì mình cho một số lẻ. Các bạn ok rồi, ok, kết quả nó ra một số lẻ thế này, nó còn lẻ dài nữa nhưng mình làm tròn. Đây là cái hình bên tay trái của bước 11. Bây giờ tôi tap chọn cái panel. Cái góc của máy á, là 10 độ, cho nên á, trong property parameter 13 góc phát á, chúng ta sửa thành 10 độ, nó cùng cái góc nghiêng. Chỗ 11 cạnh phát 1 là cái chiều dài nữa nè, thì tôi sửa thành là cái kích thước này 6864.2. Kết quả panel nó khít lên như thế này. Bây giờ chúng ta qua bước 12. Các bạn tab chọn cái tấm panel tiếp theo. Các bạn unpin. Rồi các bạn cũng đổi thành
cái loại đứng vạch xéo bên trái, và cái size nó là D1 đây. Đây là hình bên tay phải bước 12. Sau đó các bạn ok, nó ngắn lại như thế này. Ở bước 13 chúng ta cũng làm thao tác tương tự, là tôi đo cái kích thước, tôi dùng lệnh move, tôi move cái đường này, move nó lên đây. À, chúng ta có cái chiều dài nó như thế này. Và tấm này á, thì lưu ý là cái chứng nằm đây nè, chứ không phải chứng nằm dưới đây. Cho nên tôi click chọn cái kích thước có sẵn nè, tôi kéo nó lên đây. À, hình ở giữa bước 13, tôi mới tap chọn cái tấm panel này, tôi đổi cái góc vác nó là 10 độ. Và cạnh vác là theo kích thước chúng ta đo đó, nó là 5640.5. À, kết quả nó đúng như thiết kế. Tiếp tục cái tấm tiếp theo là chúng ta làm các tấm còn lại lên tới đây như thế này, lên tới trên đỉnh máy này. Vậy thì chúng ta chọn một lượt cho nó nhanh, tôi đè phím control rồi tôi chọn hết một bầy này. À, tới đây thôi. Cái tấm này là vạt xéo về bên trái, tới cái tấm này á là nó vạt xéo hai bên rồi, nó là tấm A đỉnh. Còn tấm bên này là vạt xéo bên phải, nó là một cái loại khác. Sau khi chọn hết nguyên bầy này, các bạn mới dùng lệnh là unpin. Rồi á là các bạn edit size, các bạn đổi một lúc luôn, hoặc là các bạn dùng lệnh mask group, các bạn quét cái từ cái tấm này qua cũng được. Bây giờ tôi đổi nó thành là đứng vạt xéo bên trái, size nó là D1, tôi ok. Kết quả nguyên bầy nó như thế này. Bây giờ mình đi thay đổi kích thước thì á, tới chỗ này á mình lại thấy cái chuyện là nếu mình thay hết một bầy như vậy, mình không có chỗ để mình bắt nữa, không có chỗ để mình đo kích thước, nó tụt xuống đây rồi mất vị trí dao này rồi. Cho nên á là tôi cần reset trở lại, là cần reset lại ở cái bước á là chúng ta mới unpin thôi. Tôi mới click chọn cái panel này, tôi dùng lệnh mask property này, tap chọn panel này, click qua panel này, lập tức á là nó sẽ lấy toàn bộ cái property của này gán qua này. Bây giờ mình click chọn cái đường detail line này, mình dùng lệnh move, mình move nó lên đây vị trí dao này. À, rồi sau đó mình tap mình chọn cái panel này, các bạn thấy khi mình mask property á thì cái góc nó vẫn 10 độ thế này nè, chiều cao nó bằng cái chiều cao tấm này, mình thay đổi chiều cao thôi. Bây giờ nó thành là 5816.8. À, tiếp tục mình mask property, mình tap mình chọn tấm này, mình quét qua tấm này, rồi dùng lệnh move, move cái đường detail line lên đây. À, sau đó tap chọn cái tấm đang làm, sửa cái 11 cạnh vác theo kích thước là 5993.2. Đây, lập tức nó đúng. Rồi mình quét tiếp nó qua, tap chọn tấm này, quét qua tấm này. À, click chọn này, lệnh move, move lên đây. À, tap chọn nó, xem kích thước ở đây, đổi kích thước trong đây, 6169.5. À, tiếp tục quét đường này, dùng lệnh map property, tap quét này, băng này, click chọn đường detail line, rồi move nó lên đây. Bắt điểm không được á thì snap override intersection, bắt vào điểm giao này. À, sau đó tap chọn nó, coi kích thước ở đây, đổi đây, 6345.8. À, tiếp tục quét nó qua tấm này, tới tấm này á thì lưu ý là cái chữ nằm dưới đây rồi, chứ không còn chữ nằm trên đây nữa. Cho nên á là mình kéo cái dimension đo xuống cái chân của nó đây, rồi sau đó mình mới click chọn cái detail line, mình move nó lên trên đây, rồi mình mới tap chọn cái panel, chiều cao nó là 7922.9. tiếp tục quét này qua này, move tầng detail line lên đây, tap chọn cái panel, coi kích thước 8098.5. À, sau đó mask property, tap chọn này, quét qua này, thằng này click chọn đường detail line, move nó lên đây. Rồi tap chọn cái panel, coi kích thước, sửa đây, 8274.8. sau đó quét tường này, quét qua này, thằng này cái chân nó nhảy lên đây rồi, cho nên mình đổi cái chân nó lên đây. À, cái chân của dimension á, rồi click chọn đường detail line, dùng lệnh move, rồi move nó lên đây.
Sau đó tab chọn cái panel, mình điều chỉnh kích thước của nó là 7051.2. Tiếp tục map property, tab quét quanh đây, rồi move cái đường này lên đây như thế này. Ô, nó bị lọt rồi, lọt tới giờ ra move lại, bắt ngay điểm nè, lên nhau lại nè, tab chọn này, đổi kích thước nó là 7227.5, nó khớp như thế này. Cái khúc này á, mấy bạn thấy mà nhàm chán quá thì mấy bạn tua nó qua ha. Rồi, tương tự như thế, mình làm lên tới trên đây, đừng làm tấm này khác. Bây giờ tôi cũng tua qua luôn nha. Rồi, sau khi tua qua, mất số thời gian để làm những cái, thay những cái panel theo phương này. Nha, các bạn cái phương pháp tương tự các bạn mới làm tương tự như thế thôi, không gì khác hết á. Chúng ta làm tới cái tấm này. Tấm này thì như tôi nói là vạc hai bên. Rồi, các tấm bên này á thì á là vạc bên phải. Còn tấm này á là vừa vạc xéo bên trái mà còn vừa vạc cái thân, vạc cạnh đây nữa. Thank you.